Anh em đã không thể khi tôi và mọi người trong một bộ phận. Lời Chúa thứ nhất của Thánh Phaolô đối với chính hữu Côrintô. Thưa anh em, lý như không thể người ta chỉ là một, nhưng là có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không thể tin nhiều, nhưng vẫn là một không thể. Thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là do Thái hay như là nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu chết nữa trong cùng một phần gì để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một phần gì duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được cơ làm tất cả. Được những ông cũng để trở về, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng là chẳng lẽ ai cũng là tông đồ, chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ, ai cũng là thầy dạy sao? Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ, ai cũng được ơn chữa bệnh sao? Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ, ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao? Trong các ơn huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Đó là lời Chúa. Và một hôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta
và Thiên Chúa đã đến thăm dân người. Lời này về Giê-xu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: Bà bệnh khắp nơi. Kính thưa các bạn, bà đi mừng và chúng ta vừa nghe xuống đây, tôi nghĩ rằng anh Luca đều đi quay lại một cuốn phim. Có một đám đông đi theo Chúa Giêsu từ phía ngoài thành đi vào, rồi lại có một cái đám đông khác, một đám đông bên kia là một đám đông của tỉnh Hạ Sơn, còn đám đông ngược lại là người ta khiêng một người chết đi chôn, và cũng có một đám đông ở trong thành đi với cái quan tài cùng với người mẹ của người ta. Sự chết chóc, sự đau khổ, hai cái cảnh đối lập. Và rồi tất cả là cái câu chuyện mà Giêsu gặp người phụ nữ, một bà quá thành đã đi, một người mẹ đáng thương, chồng chết, con chết, từ người Do Thái. Trong gia đình không có người đàn ông là một bất đi một chủ dừa nên rất quan trọng trong cuộc sống. Bất đi tất cả, bất đi những gì hy vọng. Bà đau khổ, có lẽ bà khóc nhiều. Cho nên Chúa Giêsu đã tìm ra trước bà, nhìn thấy thế, Chúa được lòng thương và an ủi bà. Bà đừng khóc nữa. Tôi nghĩ rằng Chúa không chấp nhận được một giọt nước mắt, hoặc là rất là gì cảm động và xúc động với những giọt nước mắt. Ít nhất là ba lần ở trong một lần ngày hôm nay ở trong ký bự của Luca và hai lần ở trong ký bự của Gioan. Chúa đã cùng khóc với bà Maria là chị của Lazaro lúc mà ông ấy chết 4 ngày sau này. Rồi một lần khác khi mà Chúa hiện ra sau khi bà chết sau này, gặp bà Maria Magdala ở trong vườn bà khóc, thì Chúa Giêsu lại hỏi: Này bà, sao bà khóc? Và ngày hôm nay ở trong bài ký bự, Chúa Giêsu an ủi một người phụ nữ đáng thương này: Thôi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ngài không chỉ dừng lại ở đó, nhưng mà Ngài đã hành động đến gần quan tài, đụng vào quan tài và truyền cho người thanh niên tuổi trẻ. Chúa Giêsu chạy đau thương không phải là vì người thanh niên mất đi một tương lai, nhưng là vì một người phụ nữ, một bà quá. Và chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh, Chúa lên án những người mà ức hiếp những bà quá con côi, và Chúa đã từng khen ngợi một bà quá chỉ bỏ 2 đồng tiền thôi, mà Chúa nói bà này đã bỏ nhiều nhân. Tình thương, lòng quả bài, lòng thương xót của Thiên Chúa đã đến hiện diện ở trong thế gian. Thiên Chúa đã đến để thiên thăm, để an ủi dân người. Như Isaiah nói: Ngày ấy Thiên Chúa sẽ lau khô những dòng lệ. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Chúa đã thực hiện cái lời mà con sứ Isaiah đã nói vào. Chúa đã lau những cái dòng lệ bằng tình thương, bằng sự an ủi và bằng sự chữa lành cho người kia sau này, đem lại một niềm hy vọng, đem lại một niềm an ủi cho con người, cho chính bà quá hạnh ta đi. Ngày hôm nay trong bài đọc một, chúng ta nghe Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto thư thứ nhất nói rằng: Anh em là một thân thể, mà đầu là Đức Kitô, và mỗi người chỉ là chi thể. Làm cách nào để tổ chức chi thể của chúng ta được bền vững, cho thân thể bầu nhiệm của Đức Kitô được bền vững và được sáng, được ra đời?
tôi nghĩ rằng bổn cơ của Chúa Giêsu là lòng thương xót để ta ngồi để nó cô dọc đề thì mỗi người chúng ta là những chi thể trong thân thể bổn nhiệm ấy cũng phải học nơi này cảm sự ác ủi khi mà chúng ta gặp thấy những người anh em những người xung quanh chúng ta gặp những bất hạnh gặp những đau khổ. Chúa mời gọi chúng ta là chi thể của Chúa, hãy đến với họ để chia sẻ, để an ủi, để phổ về, làm cho cuộc đời ngày hôm nay đang gặp những khó khăn, những thử thách, những đau khổ, sự an ủi của chúng ta mặc dù không phải có sự an ủi nhiều lắm về vật chất, nhưng chúng ta có thể tìm kiếm lại sự hiền hiền, sự chia sẻ những cái nỗi lâu lắm, những nỗi buồn phiền với người khác cũng có thể giúp phần nào cho họ có thể được phổ về, được an ủi. Có người nói rằng niềm vui mà được phân chia, được san sẻ thì niềm vui đó sẽ được nhân gấp đôi. Nỗi buồn mà được chia sẻ, được không tận với nhau thì nỗi buồn đó cũng vơi đi một đường. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng từ những người biết làm gì với những nỗi buồn, với những đau khổ